Bùi Hoàng Việt Anh, sinh năm 1999 và đã có 78 lần ra sân cho câu lạc bộ Hà Nội, ghi được 9 bàn thắng cùng với nhiều danh hiệu đáng kể như một chức vô địch V-League, hai cúp quốc gia và hai siêu cúp quốc gia. Trong ngày chia tay, Bùi Hoàng Việt Anh đã chia sẻ về 13 năm anh gắn bó với ngôi nhà của câu lạc bộ Hà Nội. Anh cho biết, khi anh đặt chân đến câu lạc bộ Hà Nội cách đây 13 năm, anh là một cậu bé đầy hoài bão và ước mơ lớn. Nhưng qua thời gian, anh đã trưởng thành, cả về mặt cầu thủ và con người, nhờ sự động viên cũng như những lời chỉ trích từ cổ động viên và người hâm mộ của câu lạc bộ Hà Nội. Bùi Hoàng Việt Anh đã nhấn mạnh rằng tất cả sự động viên và chỉ trích đó đã thúc đẩy anh luôn cống hiến mình hết mình trên sân tập và trong mỗi trận đấu. Anh đã luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mình tới từng giây phút cuối cùng trên sân tập và trong trận đấu. Anh cảm ơn tất cả mọi người và cho biết đã đến lúc anh mở ra một đoạn đường mới trong sự nghiệp của mình. Cuối cùng, anh cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và người thân, những người đã luôn đứng bên cạnh và động viên anh trong suốt thời gian anh ở câu lạc bộ Hà Nội. Bùi Hoàng Việt Anh sẽ rời xa màu áo quen thuộc của câu lạc bộ Hà Nội sau 13 năm gắn bó với đội bóng này. Sinh năm 1999, anh đã ghi 9 bàn thắng trong 78 lần ra sân cho đội bóng thủ đô. Điều này đã giúp câu lạc bộ Hà Nội đạt được nhiều thành công, bao gồm một chức vô địch V-League và nhiều danh hiệu khác. Anh là một ví dụ điển hình cho sự trưởng thành và phấn đấu không ngừng nghỉ để cống hiến cho niềm đam mê bóng đá và câu lạc bộ của mình. Trong tương lai, Bùi Hoàng Việt Anh hy vọng có thể đem những kinh nghiệm và kỹ năng mà anh đã tích lũy được tại câu lạc bộ Hà Nội để chinh phục những thử thách mới trong sự nghiệp của mình. Đây là một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của một tài năng trẻ bóng đá Việt Nam, và người hâm mộ sẽ luôn theo dõi sự nghiệp của anh với sự cổ vũ và hy vọng.